Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mua bán ô tô của Quế Em Lợi. Tiếp tục một cái chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak một cầu tự động lại về với bên Em Lợi. Đây là chiếc xe màu trắng nhá. Chiếc xe này chất xe chạy 13 vạn và mới thay một giàn lốp. Toàn bộ xe thì bên Em Lợi đã kiểm tra, cam kết không đâm sâu tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Với cái tài chính hơn 500 triệu thì hiện tại bên em Wildtrak còn rất nhiều để phục vụ quý anh chị. Hiện tại còn 4 xe, 2 xe màu cam số tự động 2 cầu và 2 xe màu trắng số tự động 1 cầu đều là phiên bản Wildtrak. Nhưng mà trước kia thì là bản 3.2, còn chiếc 1 cầu này là 2.2. Về pháp lý thì đã bao rút hồ sơ cho anh em. Toàn bộ xe bên em cam kết chỉ làm xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước. Và sau đây em sẽ quay vào khung gầm nội ngoại thất máy cho quý chị xem nhé. Và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe đây. Từ các phần đồng sơn này, rất đẹp, và đèn pha của chiếc xe là nguyên bản nhé. Đấy, mặt ca lăng của chiếc xe này, đến cabo này, kính đèn đều zin. Và xe thì cam kết không đâm xô tai nạn ngập nước gì, thân vỏ là sơn zin còn đến 85%. Tất cả xe thì bên Em Lợi cũng đã cho bảo dưỡng thay dầu vệ sinh, bộ bảo dưỡng 4 má phanh. Đèn pha của chiếc xe nó đi ít nên nó rất sáng này, từ các cái chóa đèn này, các cái phần đầu của xe này, rất đẹp nhá. Đây, bằng sàn phía trước này không có móp méo gì. Toàn bộ lốp mới thay một dàn đát 2022 nhá. Toàn bộ cua lốp của chiếc xe nó còn rất căng, và cái đường gân đây, đường gân cua lốp này, tôn vỏ mỏng tan. Đấy, xe Ford Ranger Wildtrak đời 2017, số tự động 1 cầu. Tài chính hơn 500 triệu, bác nào quan tâm nhiệt tình alo Em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng Em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Bên em này cam kết chỉ làm xe đẹp thôi, không làm xe tai nạn ngập nước, nên anh em cứ mang hàng, mang thợ, mang thuyền đến check test thoải mái. Đấy. Xe này được bác chủ lắp thêm nắp thùng cao này. Đây, từ các cái phần đèn hậu của chiếc xe này, khung gầm của chiếc xe, cổ bô của xả của chiếc xe rất sáng và đẹp nhé. Về pháp lý thì bên Em Lợi đã rút hồ sơ rồi, tất cả bao về pháp lý cho quý anh chị. Cản sau của chiếc xe này khá là đẹp nhá. Đấy. Với cái phần đèn hậu hai bên đều màu, và liên sườn bên là lái của chiếc xe đây còn rất đẹp và mới nhá. Này, các phần cu lốp đây, lốp lắp này, này sassi này rất đẹp nhá, bậc lên xuống này, cửa cánh cửa đều zin và kính đèn thì đều theo xe hết. Đây em sẽ quay vào cái phần gầm cho quý anh chị ở phần giữa đây nhá. Tất cả phần gầm này bao zin hết, toàn bộ gầm, khung gầm, lốp này, ốc này đều rất đẹp. Đấy. Máy dầu 2.2 nhá, Wildtrak 2.2. Xe được trang bị la răng phay này, lốp của chiếc xe là R17 nhá. Đấy. Phần đầu xe này, cabo sơn nó bóng và đẹp nhá. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem nhé. Đây là toàn bộ các cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Từ cột kèo, táp ly, cánh cửa của chiếc xe này đều zin. Bậc lên xuống, ốc cột này, tem mác cột này đều nguyên bản hết nhá. Tất cả nội thất ghế còn khá là mới và đẹp đây. Nội thất của chiếc xe này. Đấy. Trần của chiếc xe là trần nguyên bản từ đầu. Bậc lên xuống này. Tất cả các cái phần ghế còn rất mới. Đấy. Toàn bộ các cái phần mép ghế hai bên này khá là mới và đẹp nhá. Vô lăng tay lái trợ lực điện. Đấy, bóng khí vô lăng là nguyên bản này, full lịch sử hãng nhá. Hãng Ford là tiếp tục định kỳ là tháng 13 năm 13 vạn nhá. Và đây là 12 vạn này, 12 vạn. Đấy. Còn 1 vạn nữa là sẽ bảo dưỡng theo hãng Ford. Đấy, nội thất này. Tất cả trần của chiếc xe đều rất đẹp nhá. Xe này thì bên Em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây, toàn bộ các cái phần nắp thùng cao này và sàn thùng của chiếc xe đây. Xe sàn thùng này không có chở hàng nặng gì. Tất cả các đinh bấm, đinh dập này là nguyên zin nhá. Đấy. Ốc sau là sơn zin 100%. Đấy. Toàn bộ xe thì em quay mộc mạc thực tế cho quý anh chị luôn. Hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe đây, keo chỉ zin hết 100% nhé. Đấy. Tất cả các cái phần nội thất này, ghế bên phụ đây, đấy, phía sau này còn đẹp và mới nhé.
vô lăng của số của chiếc xe đây. Anh em nào nhìn thấy cái vô lăng còn đẹp không? Chất xe cực kỳ mới nhé. Này, ốc ngàm cánh cửa này, zin, táp ly xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Này, toàn bộ các cái phần chỉ cánh cửa đây, zin 100%. Đấy, toàn bộ các cái phần nội thất bên trong phía trước đây, rất đẹp. Anh em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe lên đời xe, alo em Lợi nhé, em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Và bên em Lợi có đổi các tất cả các xe anh em muốn lên đời để lấy xe bên em Lợi. Đây là hộp nhựa của chiếc xe, nó khá là sáng này, ốc cabo này, khoang động cơ máy đây, máy zin 100%. Toàn bộ các cái phần khối động cơ là máy dầu 2.2. Này, đinh bấm, đinh dập này, ốc tem mắc bản lề này, đều zin hết nhá. Đấy, ốc cabo chỉ cabo này, zin. Vâng, sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý chị nghe nhé. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá. Máy nổ lắp ra đây em này, quý chị có thể nghe đây. Toàn bộ khối động cơ này, chạy chất đây em. Máy dầu 2.2, phiên bản quay check, một cầu tự động. Xe đi 13 vạn, máy số là nguyên zin. Vâng, sau đây em sẽ chạy thử trải nghiệm chiếc xe cho quý chị xem nhé. Vâng, đây em sẽ khởi động chạy thử chiếc xe quay check đời 2017 cho quý chị nhé. Đấy, tất cả xe thì điều hòa này, âm thanh này, em khởi động đã chạy này. Tay lái chất lực điện rất nhẹ đấy quý chị này. Cam lùi này, đấy, cam lùi này, tất cả đều hoạt động rất tốt nhé. Toàn bộ xe em cho chạy trong cung đường thì hiện tại khu đô thị gần cửa hàng em là có lượng dân thể dục đi hơi đông nên là cũng không đi được ở tốc độ cao. Ở giải tốc độ 3-40 này thì em đi thấy nó khá ổn định này. Đấy. Xe khá là mới nhá. Bác nào mà thích xe chất, xe đẹp thì quan tâm chiếc xe này thì khá là ok. Đấy. Đây, toàn bộ các cái phần chuyển động của xe thì êm ái, mượt mà, khung gầm chắc chắn. Vào cua xe bán tải rất bám đường nhé, thân vỏ chắc chắn đi đầm. Bên em thì tập trung làm về cái dòng xe bán tải khá là nhiều. Anh em nào mà quan tâm về bán tải thì bên em cực kỳ nhiều. Hôm nay thì bên em Lợi có bán 3 xe rồi, Navara, Triton 21 và Triton 16. Hiện tại là bán 3 xe, giao về Bắc Ninh này, một chiếc về Hòa Bình. Và xe thì bên em cam kết chuẩn chỉ. Anh em khuyến khích anh em mang hãng, mang thợ đến test check nhé. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn đang xem video một chiếc xe mang thương hiệu Forerunner Waytech, sản xuất năm 2017, số tự động, màu trắng, một cầu, máy dầu. Đấy, chiếc xe chạy đúng 13 vạn và anh em nào quan tâm nhấc máy liên hệ với em Lợi nhé. Qua số điện thoại 0986265090 hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Một lần nữa em Lợi xin cảm ơn 22.000 khán giả thân thương trên mọi miền Tổ quốc đã quan tâm đến kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và em Lợi xin chào và gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất.